Đối thoại với thượng đế, quyển 3, chương 17. Ngoài cái việc mà họ không hề tàn sát lẫn nhau, thì xin ngài hãy kể thêm cho con biết về những nền văn minh bậc cao và những sinh vật bậc cao ấy. Điều gì đã làm cho họ khác hẳn với chúng con? Họ biết chia sẻ. Thì chúng con cũng chia sẻ với nhau mà. Không con ạ, họ sẽ chia cho nhau mọi thứ với tất cả mọi người. Không ai không làm việc đó cả. Tất cả nguồn tài nguyên thiên nhiên của thế giới, của môi trường mà họ sống đều được chia sẻ đều cho tất cả mọi người. Không một quốc gia, một dân tộc hay một nền văn hóa nào có cái ý niệm sở hữu một nguồn tài nguyên nào đó chỉ bởi vì cái nguồn tài nguyên đó được vô tình tìm thấy ở nơi ấy. Chính cái hành tinh hay những hành tinh ấy được các sinh vật ưu ái gọi là nhà, bởi vì bọn họ hiểu rằng nó thuộc về tất cả vạn vật, thuộc về tất cả chúng sinh ở trong cái hợp thể đó. Mà thật vậy, hành tinh của một nhóm các hành tinh được hiểu rằng nó là một hợp thể. Người ta xem nó như là một tổng thể, chứ không phải là một nhóm các bộ phận gồm các phần lẻ tẻ tách rời nhau mà bất cứ ai có thể loại bỏ nó, khiến cho nó bị suy tàn hay bị xóa sổ, mà lại không làm ảnh hưởng đến tất cả hợp thể đó. Hệ sinh thái, chúng con gọi nó là như vậy. Chà, nó còn rộng lớn hơn thế nhiều. Nó không chỉ là một hệ sinh thái, nơi mà chỉ có các mối quan hệ giữa các nguồn tài nguyên thiên nhiên và các sinh vật sinh sống ở trên đó đâu con ạ. Mà nó chính là mối quan hệ của chính các sinh vật đó với nhau và với cả môi trường sống nữa. Nó là mối tương quan giữa muôn loài. Một hợp thể đa chủng loài à? Đúng rồi, mà ta thích cách con gọi đấy. Đó là một từ hay, bởi vì cái mà chúng ta đang thảo luận thì còn rộng lớn hơn cả cái hệ sinh thái, hay cái mà Buckminster Fuller gọi là môi trường tư tưởng của con người. Ta thích cái hợp thể đa chủng loài hơn. Cách gọi này dễ hiểu hơn. Ta đã luôn tự hỏi mình là cái noosphere là thứ gì vậy nhỉ? Mà Bucky cũng rất thích cái từ của con đấy. Anh ta cũng chẳng bảo thủ lắm đâu. Anh chàng này luôn thích những thứ đơn giản và dễ dàng mà. Chú thích noosphere. No, N-O, no. Sphere là hình cầu. Noosphere có nghĩa là một khung hình cầu không có gì hết ở bên trong. Đây là một khái niệm được Buckminster Fuller nêu lên, gọi là tư tưởng của con người, môi trường do tư tưởng tạo lập nên và có thể vật chất hóa. Hết chú thích. Ngay lúc này, ngài đang nói chuyện với Buckminster Fuller sao? Ngài chuyển hướng cuộc đối thoại này sang chiêu hồn rồi đấy à? Hãy cứ nói thế này nhé. Ta có lý do để biết được rằng cái thực tế mà nó được định nghĩa, và vì rằng Buckminster Fuller cảm thấy thích thú với cái từ mới của con. Chà, chuyện này hay quá đi mất. Ý con là thật tuyệt làm sao khi có thể biết được điều này. Ừ, thì ta cũng nghĩ cái đó rất tuyệt mà. Vậy thì một hợp thể đa chủng loài chính là mấu chốt của những nền văn minh bậc cao ư? Đúng thế. Nhưng điều này không có đồng nghĩa rằng cá nhân không quan trọng đâu nhé. Mà trái lại, sự thật là các cá nhân thực sự có vai trò thiết yếu trong việc phản chiếu lại ảnh hưởng của nó trên toàn thể. Đặc biệt là trong trường hợp khi nó đưa ra một quyết định nào đó. Ai cũng hiểu rằng một hợp thể đa chủng loài nuôi dưỡng sự sống và mọi chúng sinh bằng tất cả những công cụ mà nó có. Không làm bất cứ điều gì nguy hại đến toàn hợp thể đã trở thành một tuyên bố chung. Mỗi cá thể đều quan trọng như nhau và không hề phân biệt địa vị sang hèn, tiền tài, quyền năng hay sự giác ngộ. Tất cả chúng sinh, tất cả chủng loài trong cùng một hợp thể. Làm sao có thể như thế được? Điều đó làm sao mà khả thi được cơ chứ? Trên hành tinh của chúng con, nhu cầu và mong muốn của loài này đều phải lệ thuộc vào nhu cầu và mong muốn của những loài khác,
hoặc là chúng con sẽ không thể trải nghiệm cuộc sống theo cái cách mà chúng con đã biết về nó. Các con đang mạo hiểm khi tiến gần đến cái thời gian mà lúc các con sẽ không thể trải nghiệm hoàn toàn cuộc sống như là con vốn đã biết. Bởi vì các con cứ khăng khăng rằng mình đang sống đúng với mong muốn của tập thể, nhưng thật ra nó chỉ là ham muốn của một cá thể mà thôi. Ngài đang nói đến con người ư? Đúng rồi, không phải tất cả chúng sinh mà chỉ là một vài cá nhân, thậm chí nó chẳng thuộc về số đông. Cái mà có thể người ta gắn cho nó một vài lập luận có vẻ logic nữa cơ, mà hơn thế nữa, nó thuộc về cái thiểu số. Những kẻ giàu có nhất và quyền lực nhất ư? Con nhìn thấy được vấn đề rồi đấy. Ta nói tiếp nào. Lên án những kẻ giàu có và toàn mỹ, mà ngược lại, nền văn minh của các con không đáng bị lên án đến vậy đâu. Làm thế chẳng khác nào người ta lại đi quở trách những đứa trẻ cả. Nhân loại sẽ làm điều mà họ đang làm với chính bản thân họ và với cả những người khác nữa. Họ sẽ cứ tiếp tục làm mãi cho đến khi họ nhận ra rằng đó không phải là lợi ích tối cao của họ nữa mà thôi. Sẽ chẳng có lời chỉ trích nào làm thay đổi được điều đó đâu. Nếu mà lên án hay chỉ trích có thể khiến cho người ta thay đổi, thì các tôn giáo từ xưa đến đã đạt được tầm ảnh hưởng còn nhiều hơn thế nữa kia. Chà, Ngài đang tính làm cho mọi người cảm thấy hoang mang sao? Ta đâu có làm những chuyện như thế chứ. Còn có tự thấy chột dạ khi nhìn ra được cái điều đơn giản đó không? Con hãy để ý nữa xem, và rồi con sẽ nhận ra tại sao. Cả hai chúng ta đều hiểu rõ điều này. Sự thật thì mất lòng con à, nhưng quyển sách này là để dành chỗ cho sự thật. Và cũng như những thứ khác đã được ta truyền cho cảm hứng, cả điện ảnh hay các chương trình truyền hình nữa. Con không chắc là con có muốn khuyên người ta xem tivi không nữa. Dù tốt dù xấu gì thì truyền hình hiện nay chính là ngọn lửa của xã hội các con. Nó không chỉ có mỗi một việc khiến cho con lạc lối đến cái nơi mà con chẳng muốn đi đến đâu. Đó là những thông điệp mà còn được sự chấp thuận của các con thì nó mới được xuất hiện ở đấy chứ. Đừng chỉ trích các phương tiện truyền thông. Một ngày nào đó con có thể sẽ cần đến nó để truyền tải một thông điệp khác đi. Nếu có thể, xin cho con quay lại chủ đề cũ. Liệu con có thể quay lại câu hỏi ban đầu của mình được không? Con vẫn muốn biết làm thế nào mà một hợp thể đa chủng loài có thể thỏa mãn mọi nhu cầu của toàn thể chúng sinh trong hợp thể để vạn vật đều được đối xử công bằng như nhau. Mọi nhu cầu đều được đáp ứng một cách bình đẳng, nhưng các nhu cầu của từng cá thể thì không hề giống nhau chút nào. Đó là một câu hỏi về tỷ lệ và sự cân bằng. Những sinh vật tiến hóa bậc cao luôn nhận thức sâu sắc rằng tất cả chúng sinh thuộc về cái mà chúng ta ở đây gọi là một hợp thể đa chủng loài đều có những nhu cầu cần được đáp ứng. Nên hiểu rằng dạng vật chất đó được tạo ra với mục đích để duy trì sự sống cho chính hợp thể đó. Và họ cũng biết rõ không phải mọi nhu cầu đều giống nhau hay bình đẳng như nhau nếu xét trên khía cạnh những điều kiện mà chúng cần có để tồn tại trên hợp thể đó. Và ta sẽ dùng chính hợp thể của các con để làm ví dụ nhé. Vâng ạ. Chúng ta hãy lấy hai loài mà các con gọi là thực vật và con người nhé. Vâng, tùy ngài ạ. Có một sự thật hiển nhiên rằng thực vật thì không cần quá nhiều cái để bảo trì sự sống hàng ngày giống như con người. Vì thế mà nhu cầu của chúng không giống như nhau. Tuy nhiên, chúng cũng có tương quan với nhau. Đó là loài này phụ thuộc vào loài kia. Còn phải lưu tâm rằng nhu cầu của cây cối cũng nhiều như nhu cầu của con người, nhưng chúng không đòi hỏi quá nhiều. Nhưng nếu mà các con phớt lờ đi nhu cầu của một sinh vật sống khác thì chính các con đang gây nguy hại đến cho mạng sống của chính mình. Có một quyển sách cực kỳ quan trọng mà ta đã nói đến trước đây, The Last Hours of Ancient Sunlight, đã đề cập sắc nét về sự diệu kỳ này. Trong đó người ta viết rằng cây cối hấp thụ carbonic trong bầu khí quyển.
Nó sử dụng phần khí carbon này trong không khí để sản sinh ra carbon hydrate để giúp cho chúng lớn lên. Gần như cả cây, bao gồm rễ cây, thân cây, lá cây hay thậm chí là quả hay hạt của cây đều được cấu thành từ carbon hydrate. Trong khi đó, cây cũng sản sinh ra oxy. Đó là thứ chất thải chính yếu của cây. Mặt khác, chính con người lại rất cần oxy để sống. Không có cây để chuyển đổi carbonic rất nhiều trong không khí để biến thành khí oxy. Không có nó thì các con, một loài sinh vật như bao loài khác cũng không thể nào sống sót được. Các con ngược lại thở ra carbonic, thứ mà thực vật cần để sinh tồn. Con đã thấy được sự cân bằng này chưa? Dĩ nhiên rồi ạ. Điều này thật là tuyệt làm sao. Cảm ơn con. Vậy thì bây giờ hãy ngừng tàn phá nó đi. Thôi mà, chúng con đã trồng lại 2 cây chỉ để thay thế cho 1 cái cây mà chúng con đã chặt đi đó thôi. Ừ, thì cứ cho là thế. Và rồi sẽ phải mất đến 300 năm để cho những cái cây kia đủ lớn về kích cỡ và có đủ khả năng để chúng có thể tham gia vào việc sản sinh oxy đủ nhiều như những cái cây cũ mà các con đã chặt phăng đi. Rồi thì sao nữa nào? À, cái nhà máy sản xuất oxy, cái biệt danh mà các con đã ưu ái gọi cho khu rừng nhiệt đới Amazon đó có thể được tái tạo trong khả năng của nó để cân bằng bầu khí quyển của hành tinh trong khoảng 2 hay 3.000 năm gì đó. Đừng có lo lắng, các con đang gọt sạch hàng trăm hàng ngàn mẫu anh rừng hàng năm. Nhưng cũng đừng lo lắng gì nữa. Tại sao chúng con lại làm như vậy? Các con đang khai hoang đất đai để có chỗ nuôi gia súc để giết thịt ăn. Người ta nói rằng chăn nuôi là để tạo ra thu nhập cho những cư dân bản địa của vùng rừng nhiệt đới này. Vì thế mà tất cả những thứ này được tuyên bố là để cho việc cải tạo đất đai. Ở những vùng văn minh bậc cao thì cái việc ăn dần ăn mòn hệ sinh thái kiểu này lại không phải là cải tạo, mà đó chỉ là phá hoại mà thôi. Vì thế mà những người tiến hóa cao đã tìm ra cách để cân bằng toàn bộ nhu cầu của hợp thể. Họ chọn thực hiện điều này thay vì chỉ để phục vụ cho ham muốn của một bộ phận nhỏ trong hợp thể đó, vì họ nhận thức được rằng nếu như cái hợp thể này mà bị phá hủy đi, sẽ chẳng còn có một sinh vật nào trong hợp thể đó còn sống sót được. Trời ơi, điều này chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Đó là một sự thật hiển nhiên thật đau lòng. Cái sự thật hiển nhiên này còn có thể tàn khốc hơn với trái đất nếu như trong những năm tới, các sinh vật được gọi là kẻ thống trị của quả đất này không hề chịu thức tỉnh. Con hiểu điều đó, con hiểu nó rất rõ ràng là đằng khác, và con muốn làm điều gì đó, nhưng bản thân con lại cảm thấy mình quá vô dụng. Đôi khi con cảm thấy mình thật là lực bất tòng tâm. Con có thể làm gì để tạo ra sự thay đổi đây? Con chẳng cần phải làm gì cả, nhưng có một điều mà các con có thể thực hiện đấy. Xin Ngài hãy giúp chúng con. Nhân loại đã và đang cố gắng giải quyết mọi thứ ở cái mức hình thức trong một thời gian khá dài mà không hề gặp được một chút thành quả nào. Đó là bởi vì sự thay đổi thực sự nằm ở bản chất, chứ không phải hình thức. À, các con cũng có những khám phá nhất định đấy. Tốt thôi, và các con cũng đạt được những tiến bộ trong khoa học kỹ thuật. Và vì vậy mà theo vài cách thì các con đã làm cho cuộc sống của chính mình trở nên dễ dàng hơn. Nhưng không rõ là liệu nó có làm cho các con trở nên tốt hơn chăng. Và với những vấn đề lớn hơn, các con lại hầu như chẳng có chút tiến triển nào. Các con đang đối diện với những khó khăn mà các con đã phải đương đầu với nó từ nhiều thế kỷ hay ngay trên chính hành tinh này. Cái suy nghĩ rằng trái đất này tồn tại là để dành cho các sinh vật đang thống trị nó được quyền khai thác là một ví dụ điển hình. Hiển nhiên rằng các con sẽ chẳng thay đổi được cái hình thức đó cho đến khi các con thay đổi được cái bản chất. Các con phải thay đổi được cái tư tưởng rằng các con là ai trong mối quan hệ với môi trường xung quanh và vạn vật xung quanh trước khi các con có thể hành động một cách khác hơn đi.
đó là vấn đề của nhận thức. Các con phải nuôi dưỡng nhận thức trước khi các con có thể thay đổi được nó. Chúng con làm điều đó như thế nào? Hãy thôi im lặng đi. Hãy cất tiếng nói lên, nổi loạn lên, đưa các vấn đề ra trước công luận. Các con thậm chí cần nâng cao ý chí của tập thể nữa. Chẳng hạn với một vấn đề thế này nhé. Tại sao không trồng cây gai dầu và dùng nó để sản xuất giấy? Các con có biết được rằng bao nhiêu cái cây đã bị chặt đi để phục vụ cho việc in báo hàng ngày không? Các con không có ý kiến gì về mấy cái cốc giấy, thùng đựng cạc tông hay giấy vệ sinh chăng? Trồng cây gai, chi phí bỏ ra rất thấp, nhưng thu hoạch lại rất dễ dàng. Và nó không chỉ dùng cho việc làm giấy mà thôi, nó còn dùng để tạo ra được những sợi thừng chắc chắn nhất, những loại áo quần rất đẹp, và thậm chí là một loại dược liệu rất hay nữa đấy. Thật vậy, trồng bồ đà rất ít tốn kém, thu hoạch dễ và có nhiều công dụng tuyệt vời, nhưng đã có một cuộc vận động hành lang rất lớn chống lại nó. Sẽ có nhiều mất mát lắm để đồng ý cho cái thế giới này trồng cây ấy ở khắp nơi. Đây chỉ là một ví dụ của việc làm thế nào mà lòng tham đã thay thế những cảm xúc thông thường trong cảm xúc của con người. Vì vậy, hãy đưa quyển sách này cho bất cứ ai mà con biết. Việc này không chỉ là để họ lĩnh hội được những điều kiện này thôi đâu, mà là để cho bất cứ ai thấu hiểu quyển sách này lên tiếng. Vẫn còn đó những điều tuyệt vời hơn nữa, chỉ cần mở những trang sách ra. Vâng, nhưng chúng con đang bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, mà cũng có rất nhiều người cảm giác y như vậy sau khi đọc xong quyển 2. Có phải rằng ở đây chúng ta sẽ càng ngày càng nói nhiều hơn đến cái cách mà chúng con đang hủy hoại mọi thứ không? Bởi vì con có cảm giác không chắc chắn là con có sẵn sàng đón nhận những gì tiếp theo không nữa? Con có sẵn sàng để được truyền cảm hứng không? Con có sẵn sàng để nhận được những điều kỳ thú không? Bởi vì khi ta học hỏi và khám phá về những nền văn minh khác, những nền văn minh bậc cao, chúng sẽ khiến con cảm thấy hứng thú và đầy cảm hứng. Hãy nghĩ đến những khả năng, hãy nghĩ đến những cơ hội, hãy nghĩ đến một tương lai hoàn kim đã đến rất gần. Nếu như chúng con thức tỉnh ư? Con sẽ thức tỉnh. Các con đang thức tỉnh. Mô hình đang biến chuyển. Thế giới này đang thay đổi. Sự thay đổi đang xảy ra ngay trước mắt các con đó thôi. Quyển sách này là một phần của nó. Các con cũng là một phần của nó. Con hãy nhớ rằng con đang sống ở trong chính nơi này để hàn gắn nó lại. Con đang ở trong không gian để chữa lành không gian. Con không có một lý do nào khác xác đáng hơn là việc con được xuất hiện ở nơi đây. Đừng bỏ cuộc con à, đừng bỏ cuộc nhé. Cuộc phiêu lưu vĩ đại này chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Được rồi, con chọn việc mình sẽ được truyền cảm hứng và sự thông tuệ từ những người phát triển cao hơn và không bị lung lạc bởi chính điều đó. Tốt lắm, đây là một lựa chọn khôn ngoan được đưa ra ở ngay cái nơi mà con nói con muốn được xem như là một loài. Con có rất nhiều thứ mà con có thể nhớ khi quan sát những chúng sinh ở nơi đó. Herbs, những chúng sinh phát triển cao, sống hòa hợp với nhau thành một thể, với nhận thức sâu sắc rằng mọi thứ đều tương tác qua lại với nhau. Chính cái tinh thần trách nhiệm này đã quyết định hành vi của họ. Tinh thần trách nhiệm có thể gọi là nguyên tắc sống cơ bản trong xã hội của họ. Hành vi của các con cũng được tạo ra bởi chính các tinh thần trách nhiệm của các con, hay là các nguyên tắc xã hội cơ bản của các con. Vậy, các nguyên tắc xã hội cơ bản của các sinh mệnh tiến hóa bậc cao là gì ạ? Nguyên tắc đầu tiên chính là tất cả chúng ta là một. Mỗi quyết định, mỗi sự lựa chọn và tất cả những thứ mà các con gọi là đạo đức và luân lý đều dựa trên nguyên tắc này. Nguyên tắc thứ hai đó là trong cùng một hợp thể, tất cả đều tác động qua lại lẫn nhau. Chính vì các nguyên tắc này mà không có bất cứ một ai có thể hoặc có
ý muốn sở hữu một thứ nào đó làm của riêng. Chỉ bởi vì anh ta đã tìm thấy nó trước, hay là vì nó là thuộc sở hữu của anh ta, hay là tính chuyện dự trữ nó đi. Sự phụ thuộc lẫn nhau của mọi chúng sinh ở trong hợp thể đó đều được tôn trọng và được nhìn nhận. Nhu cầu tương xứng cho mỗi cá nhân sống trong quần thể đều được giữ ở mức cân bằng, bởi vì họ luôn nằm lòng điều đó. Vậy có khả năng rằng với cái luật lệ thứ hai thì có nghĩa là sẽ chẳng hề có tư hữu cá nhân chăng? Không phải như cái cách mà con vẫn thường hiểu đâu. Một sinh vật tiến hóa cao trải nghiệm tư hữu cá nhân theo cái cách mà trách nhiệm của cá nhân khi anh ta phải bảo vệ thứ ấy. Theo như ngôn ngữ của các con thì có một từ, đó là quản lý. Mỗi sinh mệnh tiến hóa bậc cao là một người quản lý, chứ không phải là một người chủ. Cái từ làm chủ và nhận thức về sự làm chủ hoàn toàn không tồn tại trong nền văn hóa của những sinh vật bậc cao. Không hề tồn tại cái gọi là sở hữu trong nhận thức của cái thuộc về cá nhân. Herbs không chiếm hữu, Herbs chỉ có chăm nom mà thôi. Điều đó có nghĩa là họ nên giữ gìn, họ ôm ấp, họ yêu thương và chăm sóc mọi thứ, nhưng họ không làm chủ chúng. Con người thì sở hữu, còn những sinh vật tiến hóa bậc cao chăm nom. Theo ngôn ngữ của các con thì đây chính là cách mô tả sự khác biệt đó. Trong lịch sử sơ khai của nhân loại, con người cảm thấy họ có đặc quyền được tư hữu cá nhân mọi thứ mà họ chạm đến. Điều này bao gồm cả vợ con, đất đai, những kẻ giàu có và những vùng đất, vật chất hay bất cứ thứ nào khác mà những người này có thể chiếm được thì tất cả đều là của họ cả. Đa phần mọi người trong xã hội loài người của các con vẫn xem điều này là một điều hiển nhiên. Con người trở nên mê muội với cái quan niệm quyền sở hữu, nhưng những sinh mệnh bậc cao quan sát chúng từ xa thì gọi đó là sự ám ảnh sở hữu. Bây giờ, khi mà con đã tiến hóa, con phải hiểu nhiều thật nhiều rằng con thực sự chả sở hữu những thứ gì, kể cả vợ chồng hay con cái. Rất nhiều người trong các con vẫn còn đang bám víu vào cái ý niệm rằng họ có thể sở hữu đất đai, mọi thứ ở trên nó, dưới nó, bao trùm nó. Đúng thế, con cũng có thể nói rằng cái không khí nữa cơ đấy. Các sinh mệnh bậc cao của vũ trụ này thì ngược lại hoàn toàn. Họ thấu hiểu hơn ai hết rằng các hành tinh vật chất dưới chân mà họ đang đứng hoàn toàn không phải là thứ gì có thể được sở hữu bởi bất cứ ai. Mặc dù một người tiến hóa bậc cao có thể được cấp cho một lô đất để họ chăm nom thông qua cơ chế của xã hội mà họ sinh sống. Nếu cô ta là một người quản lý tốt, cô ta có thể được chấp thuận hay là được yêu cầu để chuyển quyền quản lý nó cho con cái của cô ta, hay từ con cái qua đời cháu chắc nữa. Nhưng nếu bất cứ khi nào mà cả người quản lý hay con cháu của người đó bị xác nhận là một người quản lý tội, thì họ sẽ không còn được quyền chăm nom mảnh đất đó nữa. Chà, điều này mà là nguyên tắc ở đây thì chắc phải có đến một nửa các nhà kinh doanh buộc phải bỏ tài sản lại, và rồi hệ sinh thái chắc sẽ được cải thiện nhanh chóng chỉ sau một đêm mà thôi. Con thấy đấy, ở những nền văn minh tiến hóa cao, công ty, theo cái cách mà con gọi, chúng sẽ không bao giờ có được cái quyền cưỡng đoạt đất đai để tạo ra lợi nhuận cho chính nó. Người ta có thể thấy rõ rằng chất lượng cuộc sống của rất nhiều người làm việc tại các công ty đó đều sẽ bị thiệt hại về lâu về dài. Vậy thì lợi nhuận nằm ở đâu? Chà, sự tổn hại này người ta lại chẳng biết được. Chỉ vài năm trước đây thôi, cái lợi có thể thấy được ở ngay đây, ngay bây giờ. Vì thế mà chúng có thể gọi là lợi ích trước mắt, nhưng hại lâu dài. Nhưng có mấy ai quan tâm đến cái hại lâu dài đó kia chứ, nếu như người ta chẳng hề sống ở đó mãi mãi để trải nghiệm nó. Sinh mệnh tiến hóa cao lại làm như thế đấy, và họ sống lâu hơn nhiều. Hơn khoảng bao lâu ạ? Lâu hơn rất nhiều. Ở một vài xã hội của các sinh mệnh tiến hóa bậc cao
người ta bất tử, miễn là họ chọn ở lại trong thể xác của họ mà thôi. Vì thế mà, trong xã hội của Herbs, mỗi chúng sinh thường được trải nghiệm những hậu quả lâu dài của những hành động mà họ đã gieo. Làm sao mà họ có thể sống lâu đến thế được cơ chứ? Dĩ nhiên là họ lúc nào mà chả tiếp tục sống. Bất cứ cái gì mà họ có đều tiến xa hơn các con. Nhưng ta hiểu ý của con là gì? Theo ý của con thì đó là sống trong thân xác. Vâng, làm cách nào mà người ta có thể ở lại thật lâu trong xác thân của họ được chứ? Tại sao điều đó lại xảy ra được? Chà, cái điều đầu tiên là bởi vì họ không làm ô nhiễm không khí, nguồn nước và cả đất đai của họ nữa. Chẳng hạn là họ không hề bón hóa chất vào đất. Cái mà thực vật hay động vật sẽ hấp thu là chúng sẽ mang lại vào cơ thể của các con khi các con sử dụng những thực và động vật kia. Một sinh mệnh tiến hóa bậc cao sẽ không bao giờ ăn động thực vật ở trên mặt đất đã bị nhiễm hóa chất và rồi lại rải cái chất độc kia thấm vào con vật và rồi ta tiêu hóa nó. Herbs sẽ đánh giá chính xác thói quen này như kiểu muốn tự sát vậy. Vì thế mà Herbs sẽ không gây ô nhiễm cho môi trường, khí quyển và thể xác của họ như cái cách mà con người đang làm. Cơ thể của các con là một sự sáng tạo tuyệt mỹ. Nó được tạo ra để tồn tại lâu hơn. Herbs, họ cũng có các điều kiện tâm lý khác nhau giúp cho họ kéo dài sự sống hơn. Ví dụ như ạ, Herbs sẽ không bao giờ lo lắng cả. Họ càng chẳng thể nào hiểu nổi cái ý niệm lo lắng hay áp lực. Cũng chẳng có một Herbs nào biết cái gọi là ghét bỏ, bực dọc, ghen tị hay hoảng loạn cả. Vì vậy mà Herbs sẽ không có những phản ứng sinh hóa bên trong cơ thể khiến cho nó bị ăn mòn và phá hủy. Một Herbs sẽ gọi điều này là sự tự nuốt đi chính mình. Và một Herbs nếu không sớm đánh tan nó ra thì nó sẽ phá tan nát cơ thể anh ta. Làm sao mà Herbs có thể duy trì việc này được? Liệu con người có khả năng kiểm soát cảm xúc của mình chăng? Trước tiên, một Herbs hiểu rằng mọi thứ rất hoàn hảo. Đó là một quá trình của vũ trụ. Nó có sự sắp đặt của chính nó. Và điều mà họ nên làm là không nên can thiệp vào đó. Vì vậy mà một Herbs sẽ chẳng bao giờ lo lắng cả, bởi vì Herbs hiểu được quá trình này. Và để trả lời cho câu hỏi thứ hai thì được, con người có thể kiểm soát được nó, kiểm soát được tư tưởng. Và mặc dù một vài người không tin là họ có khả năng này, và những người khác thì đơn giản là họ không chọn lựa thực tập điều này. Chỉ có rất ít người đã nỗ lực thực sự để được sống lâu hơn. Giả định rằng hóa chất và sự ô nhiễm không khí không thể giết chết họ, cùng với giả định rằng họ không tình nguyện đầu độc chính mình theo những cách khác. Hãy chờ một chút nào, chúng còn tình nguyện đầu độc bản thân mình sao? Một vài người trong các con làm như thế đấy. Như thế nào chứ? Như ta đã nói, các con ăn các chất độc mà. Một vài người trong các con uống vào chất độc, một số còn hút chất độc nữa. Các sinh mệnh tiến hóa cao nhận thấy hành vi này thật khó hiểu. Người ta chẳng thể hiểu tại sao các con lại cố tình đưa vào cơ thể mình những chất mà các con hiểu rõ rằng chúng chẳng có một cái ích lợi nào cả. À, thì chúng con cảm thấy rằng ăn uống này, hút thuốc này là những thứ gọi là tận hưởng. Một Herbs nhận thấy rằng cuộc sống đã được ở trong cơ thể này chính là một sự tận hưởng. Và họ không thể nào hiểu được khi thấy người ta hạn chế hay kết liễu thân xác hoặc làm cho thân xác này đau đớn mà vẫn cứ đâm đầu vào mà làm. Nhiều người trong chúng con sẽ không tin rằng việc ăn nhiều thịt đỏ, uống rượu hay hút thuốc sẽ làm hạn chế hay kết liễu và thậm chí còn làm cho thân xác này đau đớn đâu ạ. Vậy thì, kỹ năng quan sát của các con quá tệ rồi đấy. Chúng cần được mài dũa thêm. Một Herbs sẽ đề nghị cho con rằng con chỉ cần đơn giản là nhìn ra xung quanh mình thôi. Vâng,
Thế còn điều gì về những xã hội tiến hóa cao của vũ trụ này, người hãy nói cho con biết luôn đi. Mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo của chương 17 ở video sau. Các bạn thấy đấy, ở trong phần của chương 17 có một câu nói rất quan trọng. Đó là khi mình chỉ trích ai đó sẽ không bao giờ thay đổi được người nào. Bởi vì một con người chỉ có thể thay đổi được một khi anh ta nhận ra rằng những việc anh ta làm không mang đến lợi ích cao nhất cho anh ta mà thôi. Lợi ích cao nhất đó là gì? Đó là một người luôn được cảm thấy được yêu thương, được vui vẻ, được đầy đủ, được hạnh phúc. Khi một người công nhận được và yêu thương được chính mình, đó là lợi ích cao nhất của anh ta. Bạn có công nhận với Vi không? Trên đời này con người đi theo hai hướng: tìm tình yêu và tìm tiền bạc. Nhưng rốt cuộc lại bạn tìm tiền bạc là để làm gì? Địa vị xã hội, nhà, lầu, xe hơi, tất cả đều là để làm sao cho bạn cảm thấy mình có giá trị trong mắt người khác. Tại vì sao? Bởi vì mình cảm thấy mình có giá trị trong mắt của chính mình. Nếu bạn tìm tình yêu thì sao? Bạn cũng đang đi tìm cách người khác cảm thấy yêu mến bạn, công nhận bạn và muốn ở bên cạnh bạn, cho bạn cảm thấy mình có giá trị và bạn đáng để yêu. Bạn cũng đang tìm cách để tìm thấy giá trị của mình, để bạn chấp nhận được bản thân mình, để bạn yêu được bản thân mình. Ngay cả những người đi phục vụ người khác, làm từ thiện, tất cả đều đang đi tìm kiếm giá trị của bên trong thông qua việc làm của mình bằng cách giúp đỡ người khác, khiến cho mình trở nên có giá trị đối với một người nào đó, giúp đỡ được một người nào đó và nhờ đó cảm thấy mình có giá trị. Chúng ta, tất cả chúng ta đều đi tìm kiếm giá trị của mình thông qua việc người khác nhìn nhận về mình như thế nào. Cho dù đó là thông qua con đường tìm tiền bạc, danh tiếng, quyền lực hay là sự yêu thương, sự tôn trọng của người khác đi chăng nữa. Bạn đã công nhận với mình điều này chưa? Và chúng ta sẽ luôn luôn đi bằng cách riêng của mình. Khi bạn chỉ trích một ai đó, bạn đang nói với anh ta rằng bạn không có giá trị với tôi, cách của bạn không có giá trị với tôi. Bạn đang không cho anh ấy nhìn thấy rằng anh ấy có giá trị gì với bạn cả. Xét theo mặt này thì vấn đề cảm xúc của con người ấy đối với bạn đã là sự chống đối, đó là sự thất vọng, thì không có cách nào người ta có thể lắng nghe bạn được hết. Đó là cách làm của chúng ta. Cho dù chúng ta mang một ý định tốt lành và một mong muốn tốt lành cho người khác, nhưng kết quả mà chúng ta có được thì không theo hướng ấy. Chỉ trích luôn đi kèm với sự tức giận, với rất nhiều cảm xúc tiêu cực khác. Nó sẽ không giúp đỡ được cho bất cứ ai. Cố gắng thuyết phục một ai, chúng ta không thể dùng năng lượng tiêu cực để tác động lên người ấy được. Khi chúng ta lên án bất cứ một hành động nào, khi chúng ta lên án một con người, một chính quyền hay bất cứ một lý do nào khác, chúng ta sẽ không giúp giải quyết được vấn đề. Bởi vì cái người ta nhìn thấy đó là bạn đang chỉ mũi dùi vào người ta, bạn đang muốn tổn hại người ấy, uy tín của người ấy, suy nghĩ lập luận của người ấy. Bởi vì hãy đặt chúng ta vào vị trí của người đang thực hiện hành động ấy. Liệu rằng chúng ta có chắc mình sẽ làm được tốt hơn không? Chúng ta có chắc mình có thể có được sức mạnh lớn lao hơn để chống lại những điều tiêu cực ở trong nội tâm của chúng ta hay không? Thế nên rằng là lên án và chỉ trích một con người sẽ không bao giờ mang lại kết quả. Bên cạnh đó, chỉ trích là một hành động mang năng lượng tiêu cực. Bạn không thể dùng một năng lượng tiêu cực để mong muốn phát triển bất cứ thứ gì tích cực được. Các vị thầy của chúng ta cho chúng ta một cách tiếp cận khác. Tất cả các vị thầy đều nói như thế này:
My life is my teaching. My life is my message. Cuộc đời tôi chính là những lời tôi giảng dạy. Cuộc đời tôi chính là thông điệp của tôi. Thay vì lên án bất cứ ai, vị thầy sẽ sống một cuộc đời đi ngược lại hoàn toàn. Vị thầy sẽ cho người ấy thấy được rằng cách này đây, cách này sẽ mang lại cho bạn một cuộc sống hòa hợp hơn với những người xung quanh, mang lại cho bạn nhiều niềm vui hơn, mang lại cho bạn giá trị bản thân của bạn bằng cách bạn mang lại lợi ích cho người khác. Và một khi người trong gia đình nhìn thấy được rằng chúng ta sống vui vẻ hơn, sống hòa hợp hơn, sống ít giận dữ hơn, họ sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi tiếp cận chúng ta. Và sẽ có những người tới hỏi chúng ta làm cách nào mà bạn thay đổi được đến như thế. Ánh sáng của chúng ta không thể nào bị che mờ được. Năng lượng của chúng ta không thể nào bị che giấu được. Sẽ có rất nhiều người nhận thấy những sự thay đổi của chúng ta. Rất nhiều người sẽ vì thế mà tò mò, tìm tới để học hỏi cách thức của chúng ta. Hãy chỉ cho họ thấy một con đường khác để đạt được tất cả những gì tối ưu nhất mà mọi người đều tìm kiếm, đó là hạnh phúc ở bên trong. Thay vì chỉ trích, hãy cho người ta thấy kết quả mà bạn đã đạt được. Thay vì ghét bỏ, hãy yêu thương. Bạn đừng sợ, đừng ngại vì nghĩ rằng mình vẫn chưa đạt đến được trình độ đó. Cách tốt nhất để nhớ lại bạn thật sự là ai, đó là hãy nhắc cho người khác nhớ lại họ thực sự là ai. Nếu các bạn muốn mua bộ 3 quyển sách Amy Cậu Bé Đến Từ Các Vì Sao và bộ Đối Thoại Với Thượng Đế thì các bạn có thể liên hệ với mình nhé. Mình sẽ in sách sẵn và gửi ra cho các bạn. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được quyển sách ở trong nhà của chúng ta lại có thể có duyên giúp cho ai đó vượt qua rất nhiều khó khăn trong cuộc đời họ, hoặc mở cho ai đó với một cái tầm nhìn khác đâu. Bộ sách này cũng sẽ là những món quà tuyệt vời cho những người bạn, những người thân của mình. Vậy nên, hỡi những sứ giả mang những thông điệp tuyệt vời này của vũ trụ, hãy mang đến hiểu biết này đến cho những người bạn của mình thêm nhé. Nào, hãy liên lạc với mình nhé. Các bạn hãy ấn like, subscribe để có thể nhận được thông báo về những video của những quyển sách hay khác mà Vi sắp tới sẽ dịch ra cho mọi người nhé. Các bạn có thể ủng hộ kênh của Vi và công việc dịch thuật bằng cách donate cho Vi. Mình có thể liên lạc với Vi qua facebook.com/vivijourney. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.